Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại điểm máy của anh Sự ở Vườn Gạo tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai hoa văn ha. Bonsai này. Rồi, chào anh. Rồi, kính chào anh Tâm, kính chào cô chú anh chị em cho mình nó nước. Nay em quay cô chú anh chị em là 10 cây mai phôi ha. Thì cũng mong cô chú anh chị em xem clip ủng hộ cho em. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em cho mình nó nước mình được nhiều sức khỏe ra và thành công việc. Thì nay em cũng xả lỗ nha cô chú. Nói chung lô này thì em xả lỗ ha. Chúng nó cũng lên nhựa rồi, kéo nhựa, lô này kéo nhựa hết rồi, chỉ có bung được nhẹ thì cô chú anh chị em về muốn ghép ghép liền, còn hãy trồng trồng liền giùm em ha. Tại vì em này lên nhựa rồi, nhựa này đầy cứng hết rồi. Rồi vô mã số 1K nha cô chú. Phải nói hàng bonsai này cực đẹp ha. Đó, nay là cô chú anh chị em yên tâm ha, hoành thân 16 nha cô chú. Còn cũ em nói, cái cũ chỗ này là 31 nha cô chú. Cũ chỗ này dày là 27 nè, còn cũ này bự ha. Này là nội đế hàng bonsai nó cực kỳ đẹp ha. Đó, em làm kích rễ rồi cho nhựa lên hết rồi nha cô chú. Rồi qua là cột đế là 93 nha cô chú. Qua sẽ cái nồi đế cho cô chú. Cái này nồi đế cực đẹp ha, cái này là một dáng bay ha, dáng bay cò lắc. Nó nhựa lên đầy cứng rồi, thì hàng này cô chú về ghép giùm liền em ha, hoặc là muốn trồng trồng liền. Qua xá cái này luôn. Rồi, một cây một đầu tiên giao cho cô chú giá chỉ có 2,4 triệu thôi ha. Một cây nó cực kỳ là vip nha cô chú. Rồi anh em xả lỗ cô chú giùm đi ha. Rồi tiếp tục K2. Đó một em nhắn thú 2K. Một em vắng thú nha cô chú. Rồi em đo vị trí này là 20 nha cô chú. Còn cái cũ em nó 36 ha. Đóng cái cũ này nó y như cái gù con trâu con bò cô chú ơi. Đây. 22. Đó, còn sao tổng cái cục đế em nó ha. Cục đế em nó là 91 nha cô chú. Còn chiều dài con thú quái này là nó 2,4 tấc. Đây. Cái này cực kỳ là quái nha cô chú. Chơi thú cái này quái ha, nó nhựa lên đầy cô chú chị em về là tha hồ mà trồng ha, thoải mái khỏi săn sóc gì nữa. Em săn sóc kỹ lưỡng rồi. Rồi, giao luôn cô chú giá chỉ có 2 triệu mốt thôi. 2 triệu mốt. Quá đẹp cái này luôn. Rồi một em này. Lên tượng nhẹ cô chú. Này nhựa đầy ha, lên bún tượng nhẹ rồi. Đó, thì những cái hàng này thì cô chú chị em về mình trồng liền thoải mái ha, ghép muốn ghép liền cũng được. Rồi hoàn thành vị trí này chỉ có 16 thôi nghe cô chú. Còn cái cổ chỗ này nó là 24 nè. Còn cái khúc này nó là tới 32 nha cô chú. Nguyên cái cũ mình đóng dài ha. Cái này đóng của cục cô chú ơi. Rồi em sẽ đo cái cục đế em đó nè. Này của cái cục đế của chú, cục đế quá xa nè. 1m03 nha cô chú. Cái này giữ ha. Cái này chiều sổ nó là 3 tấc 1 nha cô chú. Chiều sổ nó là 3 tấc 1. Cái này một con rồng ha. Đó, cô chú anh chị muốn chơi đổ về cắt đây chơi đổ quái luôn nè. Đó, cắt cái này chơi nguyên quái. Còn hai nữa cắt cái này chơi thú ha. Đây. Đó, lượm cái chỗ này là chơi cục nguyên cục thú nè, trà bá lửa. Rồi cái này giao lưu của giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi ha. 2,5 triệu. Rồi tiếp tục cô chú anh chị mình thích chơi cũ vô cái này ha. Rồi mã số A3 A4. Rồi hoành thân vị trí này là 21 cô chú. Còn cũ qua thai cũ của chú ơi. Cũ chỗ này là 39 nè. Còn cái cục đế em nói ha cô chú. Cục đế là 1 mét đúng luôn. Rồi cái này vô luôn con giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Đó bán mau lẹ của chú anh chị mình ha. Rồi một cây này quá sát cái nồi đế của chú ơi. Cái này còn nồi đế gì một ôm này. Quá trời quá đắt cái nồi đế này khủng luôn. Cô chú anh chị mình chơi đế lớn vô cái này ha. Đó nhựa thì đầy cứng hết ráo của chú ơi. Đây nhựa lên bằng cứng ngắt ráo ha. Cô chú anh chị mình về mà thoải mái khỏi săn sóc gì ha. Về tới chỗ chỉ biết trồng thôi. Rồi dự tiến này 19 nha cô chú. Cái cũ nè, quá trời cái cũ của cô chú ơi, 38. Đóng cái cũ cực kỳ đẹp ha. Còn cái nồi đế thôi quá xá rồi. Đó nguyên dòng đế của nó nè cô chú, quá trời cái nồi đế nữa ha. 1m2 nha cô chú. Quá trời cái nồi đế 1m2 nè cô chú ơi. Nó lớn dữ lắm. Cái này quấn kiểu kiển cổ cực đẹp nha cô chú. Rồi cái này giao luôn cô chú giá là 2,4 triệu luôn ha. 2,4 triệu. Cái này về trồng chậu 7 nha cô chú. Nãy quên đôi đường kính bầu, sẽ trồng chậu 7 mới vừa. Rồi một em thú quái này nè. Rồi nhựa lên ngon rồi. Rồi hoành thân là 19 nha cô chú. Đọt gió em nó là 10. Rồi cái đuôi em nó là ngoài đây là 14 nha. A6 nha cô chú. Đây nguyên một em thú nha. K6. Đây nguyên nồi đế này nè. Cục đế nó là 91 của cô chú. Quá sức cái nồi đế nào này. Làm một trưởng của cô chú. Rồi em thú này giao lưu cô chứ giá chỉ có 1,8 triệu thôi mà em thú này ha. 1,8 triệu.
lên nhựa chưa? Rồi lên xanh hết, lên đen ha. Rồi A7 hoành thân là 25 cô chú. Rồi còn cái cũ thì không quá xá sao đó. Đó, thân cái cũ hai tay để không vừa cái cũ nữa cô chú. Rồi mã A6, A7. K7. Rồi giao lưu cô chú giá chỉ có 1 triệu rưỡi luôn ha. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi cũ thì vậy đặt hai tay không hết cô chú ơi. Rồi, 1 9 một em thú này phải là cực kỳ là duyên dáng cô chú anh chị mình ơi. 8K. Ôi giời cái này quá đẹp rồi. Rồi hoành thân cho chính này là 16 cô chú. Cái cũ chỗ này ngay chỗ cổ này không là nó 25 ha. Rồi. Rồi tổng cái cũ của chỗ này của nó nè. Cũ vậy là 45 nha cô chú. Rồi em sẽ đo từ cái đu của nó nè. Ra tới trước em nói là 4 tấc 7 nha cô chú. Qua xá cái này ha. Cực kỳ đẹp. Này trồng dĩa học sòi mới đẹp nha cô chú. Rồi em sẽ đo cái cục đế em nó ha. 1m05 nha cô chú. Em thú này sần sùi ráo cô chú ơi. Này già cây nè, lô này già cây ha. Rồi cái này giao lô con chứ giá chỉ 2 triệu 2 luôn ha. Em thú cực kỳ đẹp. Rồi mã số A9. K9. Em đo cái cổ cho này cô chú ơi, 17. Đó lượng nhựa lên ngon lành ha, bung tuột nhẹ nè. Rồi còn cái đúng cái quạnh đây thì nó lớn cô chú, quạnh đây thì 25. Rồi em đo cái cũ nè, cái cũ này như cũ phải lan ạ. Rồi cái cũ là 41 cô chú. Nè cái cũ nó lót nhưng mà đây ngộ lắm nè. Lót 2 ba cũ vậy nè. Cái này quá cây ha. Dáng lắc đẹp là cục đế quá trời cục đế cô chú ơi. Cục đế là 1m15. Ừ cái nồi đế cô chú ơi. Nó hàng về nó cứ bơi đất ở trồng thoải mái liền luôn ha cô chú. Rồi cái này giao luôn cô chính giá cũng 2 triệu 2 luôn ha. 2 triệu 2. Rồi cái nồi đế nào nó tới lòng chuẩn của chú ơi. Rồi một em thú thắt đổ là mã số K10. K10. Rồi cũng là mã số clip nè cô chú. Hoành thân chỉ chính này 21 ha. Còn cũ này chà bá lửa luôn, đo không được cô chú ơi. Này em quýnh đổ nha cô chú. Này được cái đổ nè, em đo cục đế thôi. Rồi 96. Cục đế 96 ha. Rồi em thú quái nè cô chú. Một cây dán đổ. Rồi cái này giao lô cô chú giá chỉ có 1 triệu 6 thôi ha. 1 triệu 6. Rồi thì em cũng nay em cũng xả lỗ cô chú chị mình ha. Cũng mong cô chú chị em xem clip ủng hộ cho em. Cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào cô chú anh chị mình ạ. Cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Xin chào và hẹn gặp lại.